Kính chào quý vị khán giả, rất vui vì được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui trong khung giờ 20 giờ 20 phút các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình cùng với sự tư vấn từ chuyên gia thì chúng ta đã biết những hậu quả nguy hiểm của việc bổ sung canxi sai cách. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chủ đề bổ sung canxi sao cho đúng, đủ, an toàn với sự đồng hành của chuyên gia Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Ngạn, chủ nhiệm khoa Tim Thận Khớp bệnh viện 103, nguyên phó giám đốc bệnh viện Quân y 103. Trước tiên xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình Sống Vui ngày hôm nay ạ. Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào MC. Thưa bác sĩ có thể cho biết là việc bổ sung canxi cho từng độ tuổi mỗi ngày như thế nào là đủ và nguồn bổ sung như thế nào, cách bổ sung ra sao cho đúng cách và an toàn ạ? Cái lượng canxi tôi muốn nói đầu tiên rất quan trọng đấy là những các cái bà mà mẹ mà đang có mang nhất thiết chúng ta phải được cung cấp từ 1200 đến 1300 mg canxi mỗi ngày. Thế và trong cái năm đầu đời của cái đứa trẻ cho đến 6 tháng ấy, thì nó phải cần 210 mg canxi. Và trong từ 6 tháng cho đến 1 năm thì trong cái đoạn ấy là chúng ta phải có độ khoảng 270 mg canxi. Thế và từ sau 1 tuổi trở lên cho đến lúc nó 9-10 tuổi thì nó từ 3 cho đến 500. Và đặc biệt là sau khi nó từ 10 tuổi cho đến 18 tuổi cần độ khoảng 1200 mg canxi. Thế và khi sau 30 tuổi thì chúng ta cần độ khoảng 1000 mg canxi. Và khi chúng ta sau 60 tuổi thì chúng ta cần một cái lượng canxi cũng khoảng 1200. Vậy cho nên chúng ta phải đưa một cái đúng cách, tức là chúng ta có sinh tố D bằng cái việc chúng ta phải để cái thị giờ chúng ta tắm nắng ở ngoài trời. Tuy nhiên là chúng ta muốn chủ động để mà phát triển nòi giống ra tốt hơn thì chúng ta cũng có những biện pháp. Ví dụ chúng ta nhằm vào đúng cái tuổi nó phát triển nhất, nói chung là từ 10 tuổi cho đến 18 tuổi, thì ngoài cái việc bằng chế độ ăn thì chúng ta phải bổ sung cái lượng canxi cần thiết. Có những các cái sản phẩm ở ngoài thị trường thì chúng ta phải biết cách để chúng ta cung cấp đầy đủ canxi, MK7, sinh tố D, boron. Mặc dù cái lượng rất ít kẽm, đồng, nhưng nó làm cho cái xương dẻo dai, nó làm cho xương chắc khỏe và nó bền vững. Thì hiện nay chúng ta cũng đã có những các cái sản phẩm như vậy. Vâng ạ, rõ ràng là việc bổ sung canxi sao cho đúng, hiệu quả và an toàn và đủ nữa. Thì ngoài cái việc bổ sung canxi chúng ta phải bổ sung những cái dưỡng chất thiết yếu như bác sĩ vừa nói. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trên thị trường thì có cái nguồn bổ sung canxi nào đạt đủ tiêu chuẩn, đúng, đủ và an toàn không ạ? Thì chúng ta hiện nay có một cái sản phẩm là cái vững cốt Vinza MK7. Tức là mỗi cái viên thuốc của nó đã có 50 microgram. Thế như vậy tức là nếu một lần chúng ta chỉ thông thường nếu lại uống để dự phòng, uống để cho phát triển cơ thể, chỉ cần 2 viên thì đã đủ được cái lượng MK7 có độ 250 mg canxi, mà canxi dưới dạng nano, nó hấp thu tốt và nó không bị táo bón. Thế nếu chúng ta ăn nhiều rau, thịt, ăn cá bình thường thì chúng ta đã đủ được cái lượng 800 cho đến 1000 mg canxi cho cơ thể rồi. Thế ngoài ra nó còn kẽm, còn đồng, còn boron. Cho nên người ta đã nghiên cứu, người ta đưa ra một cái sản phẩm này rất có ích lợi cho xương của chúng ta. Bố, hôm trước mẹ gọi điện cho con, thì mẹ bảo là đợt này đau nhức xương khớp, thì con nghi ngay là bị loãng xương rồi, thiếu canxi. Hôm nay con mua ít đồ thực phẩm bổ sung cho mẹ. Đây, bố xem này. Này này, chảy vắt ra nước. Để tôi xem nào. Úi giời, xương đúng nghĩa đen, không dính một tí thịt nào. Toàn xương con mua ngoài chợ, xương xịn đấy bố ạ. Cứ cái đà này nhá, 3 tháng là tràn trề canxi ngay, mà mẹ hết loãng xương ngay. 3 tháng thì mẹ anh đã nằm bệnh viện rồi. Canxi mà không đúng ý, thì nó dẫn đến kém cho cái dinh dưỡng các thành phần khác, sinh ra táo bón này, sỏi thận này, rồi xơ vữa động mạch nữa đấy. Anh có hiếu ý, thì mua canxi dạng nano kết hợp với vitamin D3, MK7 đấy, thì nó mới có tác dụng và mẹ anh sẽ hết loãng xương. Uống sản phẩm chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 hàng ngày sẽ giúp được phòng và hỗ trợ được điều trị loãng xương, ngừa gãy xương, giúp cho các loại đau nhức xương khớp. Không những chỉ mẹ anh uống mà tôi cũng uống đấy. Thế mà cái lúc mà mẹ gọi điện cho con ấy, mẹ chả nói gì cả. Làm con này đứng cả sáng mặc cả mãi mới mua được cái mớ xương này. À bố ơi, chỉ được cái giống mẹ đấy. Thưa bác sĩ, trong đoạn tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì nhân vật có sử dụng một cái sản phẩm mà chứa bộ ba canxi nano, D3 và MK7. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là để bổ sung canxi thì có nên sử dụng các sản phẩm này hàng ngày hay không? Và nếu cung cấp đủ đúng cách như trên thì sẽ thu được hiệu quả như thế nào? Nên sử dụng với liều lượng ra làm sao? Chỉ cần như tôi đã nói rồi, tức là các cháu 18 tuổi trở lên thì có thể uống
2 viên một ngày. Những người 60 tuổi thì cũng có thể dùng ngày 2 viên để mà dự phòng. Phải uống như thế, có thể là uống kéo dài từng đợt, mỗi một đợt khoảng 3 tháng. Chúng ta thấy rằng là những cái người mà đã sử dụng thì nó giúp ích chúng ta cái gì? Một cái là thanh niên ấy thì nó phát triển được đúng cái tầm vóc. Thế và người già thì nó cũng đề phòng giữ được cái bệnh, chống được cái xương. Thế và đặc biệt là nó chống được các cái mệt mỏi đấy, do cái giảm canxi. Thế còn đối với phụ nữ thì người ta cũng kéo dài được cái giai đoạn tuổi xuân ra và đồng thời là chống được cái loãng xương. Thế thì các cái mật nó biểu hiện bằng các cái mật không có cảm giác đau đớn ở xương, và khi người ta đi kiểm tra thì các cái mật độ xương nó cũng giữ được. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin và kiến thức vô cùng bổ ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là thông tin cuối trong chương trình ngày hôm nay, vì thời lượng của chương trình cũng vừa hết. Hy vọng rằng với những thông tin bác sĩ vừa chia sẻ, quý khán giả đã có những hiểu biết về việc bổ sung canxi đúng, đủ và an toàn. Ngay từ bây giờ, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 vào giờ hành chính, hoặc số điện thoại 024-39-959-969, hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sứckhoe@bacsitưvan.vn để được các chuyên gia tư vấn về cách bổ sung canxi hiệu quả. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitưvan.vn. Cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Những lưu ý để bổ sung canxi đúng, đủ, an toàn. 1. Chỉ cần bổ sung lượng canxi vừa đủ, giúp canxi hấp thu, vận chuyển vào tận xương và ngăn canxi đến những nơi nguy hiểm như ống tiêu hóa, thận, mạch máu và mô mềm vì có thể gây hại cho sức khỏe. 2. Nên dùng canxi dạng nano để tăng cường khả năng hấp thụ tối đa, không gây các tác dụng phụ hay dư thừa canxi trong cơ thể, đặc biệt là không thể thiếu MK7 và vitamin D3 giúp vận chuyển canxi đến nơi cần đến là xương. 3. Sản phẩm chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7 kết hợp các dưỡng chất thiết yếu là lựa chọn khôn ngoan để bổ sung canxi đủ, đúng, an toàn và hiệu quả. 4. Thường xuyên tắm nắng để cơ thể có thể hấp thụ thêm vitamin D. Chọn thực phẩm giàu canxi, giảm ăn mặn vì sẽ làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu.